bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 năm 2022. Chương trình Xuân Ấm Áp, Tết Bình An do báo Thanh Niên tổ chức với sự đồng hành của FPT Shop đã trao hơn 350 phần quà Tết và bao lì xì cho các bệnh nhi đang điều trị lưu trú dài ngày trong các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, như Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 13 tháng 1, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 17 tháng 1. Riêng những trường hợp em nhỏ mồ côi vì dịch Covid-19, ban tổ chức chương trình trao quà Tết cho các em vào ngày 15 tháng 1. Các em đều là những nhân vật của chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời do báo Thanh Niên tổ chức thực hiện từ đợt dịch thứ tư ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Tại mỗi chương trình, những thành viên trong ban tổ chức đều không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của các gia đình bệnh nhi gặp khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện. Cầm trên tay những phần quà, bao lì xì Tết cho con em mình, hầu hết các phụ huynh đều rưng rưng xúc động. Bà Lê Phước Thanh Bình, trưởng phòng quảng cáo báo Thanh Niên, từng trực tiếp đến tận khoa gan mật tụy để trao quà cho bà Trần Hoàng Thùy Linh, 48 tuổi, quê Bình Phước, vì cháu nội của bà, em Trương Tuấn Tú, 21 tháng tuổi, đang thực hiện ca ghép gan do mẹ em hiến. Ca phẫu thuật diễn ra từ sáng ngày 13 tháng 1. Đến thời điểm ban tổ chức đến trao quà, bà Linh không giấu được sự lo lắng và hồi hộp khi cháu nội cùng con dâu vẫn đang trong phòng mổ. Đối với bản thân những người làm chương trình thì là cảm thấy rất là đau nhói trong lòng vì là có nhiều hoàn cảnh của các bé bệnh nhi và nó đến khi mà vào trong phòng mổ vẫn còn rất là thiếu những cái khoản tiền viện phí cũng như là những cái em mà vừa mồ côi cha mẹ do mà dịch bệnh Covid thì giờ đang sống ở những trại trẻ mồ côi hoặc là sống cùng ông bà thì cái sự tình cảm đó sẽ rất cần cộng đồng để hỗ trợ và tiếp cho những cái hoàn cảnh đó lâu dài hơn. Đến mỗi bệnh viện, chương trình Xuân Ấm Áp, Tết Bình An đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các y bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện để các món quà đến được tận tay các bệnh nhi đang rất cần sự giúp đỡ. Thì đó là một cái phần quà cũng khá là ý nghĩa, do đó thì phòng cũng đã cố gắng tìm hiểu các cái trường hợp khó khăn để mà có được cái danh sách các bé khó khăn đang điều trị tại bệnh viện để lọc ra phù hợp với lại cái tiêu chí mà báo Thanh Niên đưa ra. Do đó thì cũng đã có sự chuẩn bị từ mấy ngày trước, đảm bảo rằng là các bé đều khó khăn và được nhận cái phần quà ý nghĩa từ báo Thanh Niên. Đồng hành và gắn bó xuyên suốt cùng chương trình là FPT Shop. Dù năm 2021 vừa qua là một năm khó khăn với doanh nghiệp, khi có tháng công ty phải tạm dừng kinh doanh gần 50% số cửa hàng do dịch Covid-19. Nhưng FPT Retail vẫn giữ vững tinh thần sẻ chia, đóng góp vào những chiến dịch vì cộng đồng. Đầu tiên là cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì là so với những cái hoàn cảnh mà mình được tiếp xúc đó, thì mình đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều. Thứ hai là mình cũng cảm thấy may mắn bởi vì là mình có đủ điều kiện và có cơ hội để có thể chung tay làm những cái việc ý nghĩa hơn. Thực sự rất là tự hào khi mà là nhân viên của FPT Retail. Thay mặt những người làm chương trình thì báo Thanh Niên cũng như là các cái đơn vị đồng hành thì rất mong là những cái em bé bệnh nhi sẽ mau chóng lành bệnh và những cái em bé mồ côi sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Chương trình Xuân Ấm Áp, Tết Bình An mong những phần quà nhỏ đến với các bệnh nhi phải điều trị dài ngày, các trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phần nào được tiếp thêm sức mạnh, giúp các em lạc quan chiến thắng bệnh tật cũng như vượt qua những nỗi đau tinh thần để sớm trở về với cuộc sống thường nhật, đón một cái Tết đủ đầy.